Khi mới bắt đầu sử dụng máy Mac, bạn sẽ cảm thấy là có máy dùng là đủ rồi đấy. Nhưng mà khi chúng ta đã dùng lâu, chúng ta lại muốn tùy chỉnh nhiều hơn thế nữa. Và có một cái đặc biệt quan trọng để phân biệt rằng đây là máy Mac của bạn hay đây là máy Mac của một ai khác, đó chính là cái tên. Và tên trên Mac ấy thì nó có rất nhiều loại, Home Folder này, Account này hay là Computer Name. Vậy làm sao để đổi được những cái tên này và có lưu ý gì đặc biệt quan trọng hay không? Hãy xem hết cái video này nhá, bởi vì mình chắc chắn rằng sẽ có cái bạn cần đấy. Một, đổi Computer Name. Tên này sẽ hiển thị với những ai muốn chia sẻ AirDrop với bạn hoặc kết nối để chia sẻ file qua file sharing. Ngày trước thì mình hay để mặc định, kiểu ban đầu nó thế nào thì cứ kệ nó thôi. Nhưng mà từ hồi mình đi làm, mỗi lần save file thì thấy kiểu công ty có cả đống máy Mac ấy, tên lại còn y chang nhau, không biết bấm ai với ai. Vậy nên nếu mà ai giống mình ấy thì hãy đổi đi nhá. Các bạn có thể vào System Preference, chọn mục Sharing, sau đó nhập tên muốn đổi vào Computer Name. Thế là sao? 2. iCloud Device Name. Các bạn có để ý rằng khi mà bạn sử dụng nhiều thiết bị cùng một cái iCloud thì khi truy cập và xem các thiết bị trên iCloud này, mỗi thiết bị đều sẽ có một cái tên khác nhau nếu như bạn đã đổi không? Giống như bạn đổi tên trên iPhone ở phần cài đặt thì với máy Mac sẽ là Computer Name. Khi bạn đổi tên này trong máy tính thì chỉ vài phút sau khi cập nhật, iCloud cũng sẽ hiển thị tên mới của thiết bị luôn. 3. Local Network Name. Tên của Local Network sẽ có cấu trúc là chữ cái chấm local. Bạn có thể thấy mình đang để là Đào Thanh Trúc MacBook thì tên của Local Network cũng y hệt, chỉ khác là cái khoảng trắng được thay bằng gạch ngang và có chấm local. Ở video 8 mẹo trong cái hệ sinh thái iPhone với MacBook thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để có thể sử dụng cái Local Network này kết nối với iPhone để truy cập file vào máy tính. Và cứ mỗi khi bạn đổi Computer Name ở mục 1 thì cái Local Network này cũng sẽ thay đổi theo. Nếu như nó quá dài và bất tiện như vậy, bạn có thể thay đổi nó bằng cách nhấn vào Edit, đổi tên và bấm OK. Có một cái lưu ý nho nhỏ, nếu bạn đã đổi tên Local Network khác với Computer Name mà lại lỡ tay đổi Computer Name thêm một lần nữa thì lúc này Local Network sẽ lại tự động nhảy sang tên mới theo Computer Name đấy. Mình đã phạm phải một cái sai lầm đầu đời khi setup máy Mac, đó chính là đặt một cái account name không đúng ý. Ôi trời đất ơi, đến bây giờ mình nhìn lại mình thực sự chỉ muốn đổi nó ngay và luôn thôi ý. Không những vậy, cái user account và home folder trong cái folder này sẽ lại là cùng một cái tên, tức là sai lầm nhân đôi luôn đấy. Trọng điểm ở đây là nó không hề dễ đổi như là ba cái mình nói ở trên. Nếu các bạn đổi linh tinh không đúng cách ý, thì một là mất quyền admin, hai là mất hết dữ liệu. Do đó nếu như cái tên của bạn nó vẫn chấp nhận được như cái của mình ý, thì thôi cứ để đi. Còn nếu mà cảm thấy nó không thể chịu đựng được nữa ý, thì hãy tham khảo cái link cách đổi mà mình để ở phần mô tả nhé. Và xin lưu ý lại với các bạn một lần nữa rằng cái này thực sự không nên làm. Và nếu như bạn muốn làm nó thì tốt nhất là bạn hãy backup tất cả các dữ liệu của mình, làm một cách cẩn thận. Và bên cạnh đó hãy chuẩn bị sẵn tinh thần rằng trong trường hợp có cái gì đó xảy ra ấy, mà ngày dài hàng đi chứ còn chờ gì nữa. Và đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video hôm nay. Hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên like, subscribe nhé.